Xin chào cả nhà. Hôm nay Long lại ngồi ở tại Ismi Coffee, số 5 đường Hồng Thái, phường Lửa, quận 10. Đây là một cái quán cà phê mà Long mới vừa thực hiện và chuẩn bị khai trương vào ngày 30 tháng 7. Hôm nay là ngày 26 rồi, chỉ còn có 4 ngày nữa thôi. Mong rằng mọi người sẽ đến ủng hộ cho Long nha. Và hôm nay Long muốn giới thiệu với mọi người một cái loại thức uống mà Long đã tìm hiểu và cho ra một cái công thức rất là ngon, đó là trà sữa Ismi. Tan tan tan, đây trà sữa Ismi của Long, tại chỉ có tại Ismi Coffee thôi đang bán trà sữa này, và mong rằng mọi người hãy đến ủng hộ cho Long nhiều hơn. Ở đây là một trà sữa với một cái công thức đặc biệt rất ngon, rất bổ và rất rẻ, quan trọng là như vậy. Mọi người hãy đến ủng hộ cho Long với cái trà sữa này, trà sữa trân châu rất ngon. Long không biết là mọi người cái nhu cầu như thế nào và cái khẩu vị như thế nào, cũng như là cái thưởng thức trà sữa của các hãng lớn, công ty lớn như thế nào, nhưng đối với Long đây là một cái loại trà sữa mà công thức Long đã tìm tòi và tự làm ra cái trà sữa Ismi này. Mong rằng mọi người đến ủng hộ cho Long nha. Đây mọi người thấy không, Ismi Coffee Kim Tử Long. Long rất là thích uống cái trà này, rất ngon mọi người ơi. Đây lắc lên, trà sữa rất là ngon luôn, vừa rất là vừa uống, không ngọt không lạc, rất ngon. Đây, bây giờ Long thử cho mọi người nha, uống nha. Tan tan tan, một ly trà sữa như thế này Long nghĩ rằng chắc có lẽ là ai cũng uống trong cái thời mà không khí nóng bức như thế này. Một ly trà sữa sẽ làm mát dịu cơ thể của mình, và nhất là chúng ta sẽ có năng lượng để làm việc tiếp. Mình muốn thử nha. Tan tan tan. Mọi người ơi, ly trà sữa này tại Ismi Coffee của Long bán ly lớn 700ml như thế này là 45k, và size nhỏ là 500ml thì là 39k. Với giá thành này thì Long nghĩ rằng không mắc mà cũng không phải là rẻ, nhưng rất là ngon và rất là bổ. Các sinh viên chắc chắn rằng đến với lại Ismi Coffee sẽ được giảm, nếu như chúng ta có thẻ sinh viên sẽ được giảm ít nhất là 30% cho ly trà sữa như thế này. Nếu như các bạn sinh viên, nhất là trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, qua Ismi cà phê uống, chắc chắn có thẻ thành viên, có thẻ sinh viên sẽ được giảm 30%. Đây bây giờ làm uống nha. Uống thử. Rất ngon cả nhà ơi. Chỉ 45k với size lớn 700ml và 39k với size nhỏ 500ml, rất ngon luôn. Địa chỉ số 5 đường Thành Thái, phường 14, quận 10 nha mọi người ơi. Cả nhà nhớ đến ủng hộ cho Lâm nha. Lâm sẽ khai trương vào ngày 30 tháng 7 lúc 8 giờ sáng, và cà phê Ismi Coffee sẽ mở cửa cho tới 12 giờ đêm. Mong rằng mọi người sẽ đến ủng hộ cho Lâm vào ngày 30 tháng 7 lúc 8 giờ sáng. Trà sữa